Mới là chị Huệ cũng là người từng làm rồi nhá, vì hôm qua hôm kia là em toàn gọi cho người đã làm ori rồi ấy. Thì lúc mà em gọi xong thì em cũng hỏi thăm nha, xong rồi chị ơi thì em trao đổi cái công việc với chị một chút luôn nhé chị Huệ. Ok em. Ừ, thì cái công việc mà em chia sẻ với chị ở đây thì mình cũng là làm thêm ở trên Facebook thôi, nhưng mà mình không phải là bán hàng online chị ạ. Đó, mình dựa trên Facebook để mình kinh doanh. Chị có biết là kinh doanh theo truyền thống với lại chị có biết là kinh doanh theo truyền thống là như thế nào không chị? Kinh doanh theo truyền thống thì lấy hàng về rồi bán thôi. Đó, thì cái đấy là kinh doanh theo truyền thống, nhưng mà mình ở đây là mình sẽ làm kinh doanh bán buôn chị ạ. Tức là mình không có phải ôm hàng về để bán, mình không có phải bỏ vốn ra để mà ôm hàng này, mình cũng chỉ tranh thủ cái thời gian rảnh của mình thôi. Đó, thì lúc nào chị rảnh thì chị làm với em, còn lúc chị bận thì chị cứ làm công việc của chị. Vì em cũng là mẹ bỉm sữa mà công việc của em thì cũng nhiều việc linh tinh á, nhưng mà em cũng tranh thủ mỗi tháng em làm như thế, mỗi ngày em bỏ ra 2-3 tiếng gì đấy em tập trung em làm công việc. Đó, thì chị lúc mà chị rảnh thì chị cứ nhắn tin cho em nhé. Đó, nếu mà chị bận quá thì chị nhắn em thì em biết em không chờ chị nữa. Đấy, thì cái thu nhập của mình ở đây nó cũng là tăng theo cái sự chăm chỉ của mình chị ạ. Đó, nó không có phải là giống như cái công việc làm công ăn lương của chị là phải đi lên công ty hay là lên chỗ làm ngồi làm 8 tiếng hay là 12 tiếng. Đó, mà mình ở đây là nó thật sự là cái thu nhập ở đây thì em thấy đúng thật sự luôn, bản thân em là như thế, nếu em chăm chỉ thì lương của em cao. Đó, còn em bận nhiều việc quá thì thu nhập của em nó thấp hơn một chút, thì em sẽ chia sẻ rõ về cái công việc mà em làm chị nhé. Ok. Đó, thì chị cũng biết là trước giờ chị làm bên Oriflame thì chị cũng biết là công ty của mình thì có nhiều mặt hàng đúng không chị? Nhưng mà thực sự thì bây giờ công ty đang làm theo một cái quy trình mới, đấy là quy trình Wellness chị ạ. Đó, hồi trước chị làm chị có biết về Wellness không? Chị có dùng Wellness chưa? Chị có biết nhưng mà chị chưa có dùng. Vâng, thì em thật sự thì hồi năm 2017 thì em cũng có làm. Em làm tới năm 2018 mà em không có thành công, vì lúc đấy là em làm theo cái quy trình mỹ phẩm ấy. Đó, không có thành công nên là em nghỉ. Thì sau đó em có đăng ký lại một lần nữa nhưng mà em cũng không làm. Và tới tận tháng 4 năm 2010, 2020 thì em bắt đầu em đăng ký lại. Thì sau mấy tháng đầu em cũng tập trung mỹ phẩm nhưng mà em lại không thành công. Thế là em mới thấy ở trong đội nhóm là có những anh chị bán được Wellness nhiều ấy. Thì em cũng tìm hiểu về Wellness. Thì lúc đấy là em bắt đầu em tập trung theo cái quy trình Wellness. Thì chị biết không, sau mấy tháng thôi là em đã giữ được 21% rồi. Đó, em cảm thấy là khi mà mình tập trung theo cái quy trình Wellness bây giờ nó rất là nhẹ nhàng luôn, nó không có phải áp lực hay là bán hàng các thứ ấy. Cảm thấy nó không có bị áp lực gì đâu. Đó, thì cái quy trình Wellness ở đây thì em chia sẻ sơ qua một chút là ở đây thì nó cũng gồm những cái mặt hàng chăm sóc sức khỏe. Đó, thì cái sản phẩm này là độc quyền của công ty mình luôn chị ạ. Đấy, nó hỗ trợ rất là nhiều vấn đề giống như là đau đầu, rối loạn tiền đình ấy, rồi tiểu đường, mất ngủ, dạ dày. Đấy là những cái cơ bản em chia sẻ thôi, còn khi mà chị vào làm thì em sẽ chia sẻ sâu hơn là nó hỗ trợ được những cái vấn đề sức khỏe nào nhé. Ok. Đấy, thì cái sản phẩm này thì nó không có tác dụng phụ giống như là thuốc tây nên là mình sử dụng rất là yên tâm. Thì chính là bản thân của em ấy, trước khi mà em theo cái quy trình này thì gia đình em cũng có, bà ngoại em là bị liệt nửa người ấy chị. Đó, thì lúc đấy là em biết từ năm 2017 nhưng mà em lại không có dám cho bà em dùng, tại vì em cũng không biết sản phẩm là như thế nào. Mình biết nó tốt nhưng mà mình không trải nghiệm ấy, mình chưa trải nghiệm bao giờ, mình cũng sợ mình không dám cho bà dùng. Nhưng mà em thấy là mình đã biết cái sản phẩm tốt như thế mà để cho bà em bị liệt từ năm 2018 mà tới tận năm 2020 em mới dám cho bà em dùng, thì đấy là một cái sai lầm lớn của em luôn. Đó, chị biết không, khi mà em quyết tâm em cho bà em dùng ấy, thì em đã đặt một cái hộp omega 3, hộp canxi với lại hộp bột, thì sau hai tháng thôi là bà em đã cải thiện sức khỏe hoàn toàn luôn. Đấy, đấy là một cái sai lầm của em. Nếu như mà em biết em cho bà em dùng từ hồi 2018 hay là từ đầu đầu năm đầu lúc em làm thì là bà em đã cải thiện sức khỏe rất là tốt rồi. Đó, thì bà em là những cái khớp là bị liệt là nó bị quắt là như này này chị này, những cái khớp là khi mà uống cái omega 3 với lại canxi vào ấy nó cải thiện rất là tốt luôn. Nó những cái khớp đấy là mình duỗi ra, duỗi tay của bà ra này bà không đau nữa. Đấy, với lại cái bột ấy thì lúc mà bà em là ăn cháo thì chỉ ăn được một chén nhưng mà không hết đâu, mà cháo thì cũng chẳng có cái gì cả, chỉ có tí thịt băm hay là củ nấu chung ấy, thì cái sức khỏe của bà rất là yếu, bà ăn đã không hấp thu được rồi mà ăn ít nữa là người lúc nào cũng 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 mệt mỏi rồi ốm ấy. Nên là khi mà bà được dùng cái bột này ấy, thì chị thấy là cái bột bên mình là nếu mà chị chưa dùng ấy thì chị cứ thử cảm nhận chị ạ.
Tại vì khi mà bà em cảm nhận được cái sức khỏe của bà em tốt lên nên là em tự tin em chia sẻ luôn. Đó, mỗi tháng có thể em còn bán lên được cả mấy chục triệu tiền wellness mà. Đó, nó rất là dễ. Tại khi mà mình có cái cảm nhận rồi thì mình sẽ chia sẻ tự tin hơn chị ạ. Đó, cũng giống như là chị biết một cái sản phẩm nào đấy mà chị cải thiện thì chị mới dám chia sẻ cho những người bạn của chị dùng, đúng không? Đó, còn em thì em đã chọn cách là người thân của em trải nghiệm rồi thì em mới tự tin em chia sẻ cho mọi người xung quanh. Đó, thì cái gì mình tốt thì mình phải để cho người nhà mình dùng trước, đúng không chị? Chứ không lẽ bây giờ Đúng mình rồi. chia sẻ cho người ngoài mà người nhà mình đau ốm thì ai mà tin mình, đúng không? Đấy, Đúng thì bây giờ rồi. khi mà chị quay lại thì chị nếu mà chị quyết tâm chị làm theo cái quy trình em hướng dẫn ý, thì em sẽ tận tâm em chỉ luôn. Và sau tầm 3 tháng thôi là chị cũng có thu nhập rồi. Tại vì là trong đội nhóm của em có một chị cũng tên là Huệ, chị cũng quay lại sau 3 tháng thì chị về 21 và chị có thu nhập tới tận 10, 10, 10, 16 triệu luôn đấy chị ạ. Kinh khủng lắm. Wow. Bây giờ cái quy trình nó thay đổi mà cái mức thu nhập nó cũng thay đổi chứ nó không phải giống như cũ ngày xưa nữa đâu chị ạ. Đó. Thì em thấy là những người mà quay lại giống như chị em mình ý, rất là dễ thành công luôn. Sau vài tháng tập trung thôi là đã thấy về 21 rồi. Có người thì từ cái mức chức danh là không biết chị có biết được những cái chức danh tại Oriflame mình chưa nhỉ? Chị cũng chưa rành lắm em ạ. Còn thế thì cái này để em chia sẻ sau. Còn bây giờ chị cứ biết là nếu như mà chị tập trung vào cái quy trình Wellness thì sau 3 tháng thôi là chị cũng có thu nhập từ 5 đến 7 triệu hoặc là 7 đến 10 triệu rồi. Đấy. Đây là em làm em thành công rồi em mới tự tin em chia sẻ cho chị nhé. Ok em. Đó. Thì bây giờ chị có thể là chị có muốn tìm hiểu sâu hơn nữa không hay là quay về Facebook em gửi thông tin sản phẩm cho chị? Chị thấy á, bây giờ á, trên thị trường cũng cũng rất là nhiều cái sản phẩm mà dinh dưỡng đó em ơi. Mà cái đây chị nhìn qua qua thì chị thấy giá nó cũng cao lắm, mà không biết có bán được không á. Vâng, thì em như thế này này, em phải chia sẻ cảm thân cho em của em cho chị hiểu trước cái đã. Tại vì trước đây thì em là một người rất là nhút nhát và không có mối quan hệ chị ạ. Đó, với lại em cũng bản thân em là một người cũng hay hay chê bai sản phẩm ấy, thấy giá cao là em cũng không quan tâm đâu, thật sự là em cũng không quan tâm vì thấy giá cao rồi em cũng nghĩ trong đầu cao này ai mà mua. Đó thì thật sự đấy là cái sai lầm của em khi mà em quay lại mà em cứ nghĩ sản phẩm cao cũng ai mua đó. Nhưng mà khi mà em nhìn ra được cái giá trị sản phẩm mà mang lại cho bản thân mình ấy, cho gia đình mình ấy, thì em thấy nó thật sự là cái sức khỏe mới là cái cao quý nhất luôn ấy. Còn những cái này nó chỉ là cái phụ của mình thôi. Nếu như mình không bỏ ra khi mà chị bệnh ấy, chị đi đến bệnh viện chị thử hỏi xem là bác sĩ ví dụ như chị bị cái gì đấy đi, bác sĩ bảo là em ơi phải đóng bằng này tiền thì chắc chắn chị phải moi tiền ra chị đóng, đúng không? Chắc chắn là như thế rồi sao chị cãi được. Nhưng mà chính bản thân của em trải nghiệm được ấy, thì em thấy là cái số tiền em bỏ ra tốt hơn là số tiền em đi bệnh viện chị ạ. Giống như bà ngoại em ấy, là bà ngoại em bị những cái vấn đề như là bị táo bón này, thì em phải dùng cái bơm tiêm với lại cái thuốc để sục ấy cho bà em đi được. Nhưng mà chị biết không, bà em vừa bị mất sức mà vừa đi không nổi nữa, mà dì em cũng rất là vất vả. Nhưng mà sau một thời gian bà em được dùng cái bột này, bà em đi táo bón hết luôn, hết táo bón luôn đó, bà em đi rất là bình thường. Thì em cũng cảm nhận được cái giá trị mình mang lại ở đây nó không phải chỉ là sức khỏe mà nó còn giúp cho cả những người xung quanh mình đỡ vất vả hơn nữa. Thì bây giờ chị cứ bỏ qua cái vấn đề giá đi, khi mà chị tìm hiểu sản phẩm mà chị cảm thấy người thân của mình nên dùng ấy thì mình cứ cho người thân mình dùng trước đó. Dùng rồi mình có cảm nhận thì lúc đấy mình sẽ có cái suy nghĩ khác hơn về cái giá cả ở đây chị ạ. Ok em thì để chị xem thế nào. Thì em cứ 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 hướng dẫn chị đi rồi để chị tìm hiểu thêm. Rồi có gì chị suy nghĩ rồi 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 chị làm cái này. Vâng, cái này thì em cũng không có ép buộc gì đâu. Tức là nếu mà chị cảm thấy thích có thu nhập thì mình làm, thì cùng em làm, em hướng dẫn thôi. Còn công việc là do mình lựa chọn mà, thu nhập cũng là do mình lựa chọn chứ đâu có ai quyết định thay mình được, đúng không chị? Đó, thì bây giờ nếu mà chị muốn Ok. tìm hiểu thì chị cứ quay lại Facebook thì em gửi thêm thông tin về sản phẩm Wellness đi. Khi mà chị tìm hiểu rõ thông tin thì lúc đấy chị xem là bản thân chị có vấn đề gì không. Em thì thấy là bản thân nếu mà không có vấn đề thì cũng cần sử dụng chị ạ. Tại vì bây giờ cái mùa mùa này cũng dịch dã cũng ghê lắm. Đấy Ok thì em thì em. mà em chỉ chia sẻ tới đấy thôi, nhưng mà người ta làm thì em chia sẻ tiếp chứ cũng không có dài dòng nhiều.